không phải đốt. Phần não bà ấm lắm mà toát cả mồ hôi ra đây này. Bà ơi, bà biết bào chế đông dược không? Bà biết bào chế đông dược không? Bà dạy cháu vài bài. Bài gì? Bào chế đông dược ấy. Cái gì? Bà biết bào chế đông dược không? Bà dạy cháu vài bài. À, bào chế đông dược. Bây giờ bà làm sao mà nhớ được không? Bà nhớ cái nào thì bà nhớ. Bào chế đông dược thì đông dược thì có các cái thứ, ví dụ như là quy, như gì là thuốc, như gì là các thảo, các cái thứ đó chỉ có về đưa về ngâm thì thái ra thì bào chế không có gì đâu. Có gì không bà? Ngày xưa bà đi làm thì bà chỉ làm quản lý thôi, chứ còn các môn là mình ra cho được dược sĩ rồi, còn bà chỉ là phụ trách chung, cho nên là bà chẳng đi được bộ môn nào nguyên chuyên cả. Ví dụ như cả năm qua có người thì nó làm nguyên về đông y, có đứa thì nó đông cao, có đứa thì nó trên pha nước thanh, thì bà chỉ làm quản lý là bà kiểm tra chúng nó, chứ bà không trực tiếp làm mấy, cho nên là bà quên rồi. Bà, ngày xưa bà mẹ cháu còn bảo là bà kể cho mẹ cháu nghe cái bào chế nước cất ấy. À, nước cất thì làm gì mà phải bào chế? Đúng rồi, nhưng mà làm nước cất ấy, thì làm kiểu gì? Làm nước cất thì như người ta nấu rượu, chẳng khác nấu rượu thế nào. Đấy, nấu nước cất chứ người nấu rượu đấy. Đúng. Thế? Ừ, người ta cho nước vào xong người ta mới đun nước lên, xong người ta mới lì bốc hơi lên, người ta mới ngưng tụ lại thì nước nó chảy ra thì gọi là nước cất. Đúng. Như là cháu ba đun, như kiểu cháu nhá,